gian vừa qua thì trên kênh của chúng tôi thì có một số bạn đã nhắn tin hỏi là anh ơi, tại sao xe điện của em dùng mới được một thời gian mà tại sao ắc quy lại nóng lên nhiều như thế? Liệu ắc quy nóng như thế thì nó có bị ảnh hưởng đến chất lượng của xe không? Ắc quy nóng lên như thế thì liệu có bị chập cháy nổ hay không? Thì hôm nay thì xe điện xe máy Zalo Việt Nam sẽ làm một cái video như này, nêu lên bốn trường hợp sẽ làm cho cái bình ắc quy của các bạn nóng lên và cái cách khắc phục cái những cái trường hợp đó nhé. Thì xin mời các bạn sẽ vào xem trực tiếp chi tiết ở xe cùng chúng tôi sẽ giải thích cùng các bạn này. Trong trường hợp đầu tiên mà cái bình ắc quy của các bạn nóng lên thì các bạn nên xem cho chúng tôi, thứ nhất là lốp xe của các bạn là nếu mà non thì cũng coi như là các bạn tải trọng một rất là lớn, nó cũng dẫn nên nó bị nóng bình ắc quy. Hai là cái tải trọng của xe, thông thường cái xe này tải trọng của nó thì nó lên được khoảng 150 cân, thì nếu như chẳng hạn như là một người chúng ta là 70 cân thì chúng ta có thể chúng ta chở được hai người nó tương đương vào khoảng là 140-150 cân gì đó. Còn nếu như các bạn kẹp ba thì cái tải trọng nó quá lớn, nó dẫn đến là ắc quy phải sinh ra một cái điện năng nó lớn hơn và cái tốc độ phải nhanh hơn để nó đảm bảo duy trì hoạt động của xe, dẫn đến là cái bình ắc quy của chúng ta là sẽ bị nóng lên. Và tôi sẽ xin khuyến cáo với các bạn rằng là này, nếu như mà các bạn chở nặng quá tải thường xuyên như thế thì cái tuổi thọ của bình ắc quy của các bạn sẽ bị hỏng rất là nhanh. Thì việc hôm nay là tôi đưa ra những cái lý do như vậy, thì hy vọng là các bạn sẽ cân đối cái việc là chở tải trọng để sử dụng cái xe của các bạn cho hợp lý nhé. Còn về cách thứ hai, cái nguyên nhân thứ hai dẫn đến nóng bình ắc quy, nguyên nhân thứ hai là do là các bạn sử dụng cái xe này với thời lượng của nó là quá dài. Ví dụ như chúng ta có thể đi một vài tiếng cái xe điện này, nhưng có những bạn mà do cái tính chất công việc hoặc là do là đi chơi, các bạn có thể đi 5-6 tiếng liền, thì cái thời gian nó dài như thế, sử dụng dài như thế thì cái điện năng của ắc quy phải sản sinh liên tục thì nó sẽ dẫn đến là nóng bình ắc quy. Bằng cách biết nóng bình ắc quy thì các bạn có thể để đây chỗ này là bộ phận ắc quy, nó để bên trong này, các bạn để tay ở đây các bạn cũng có thể là các bạn cảm nhận được là nóng lên. Như ở trường hợp này thì không sao cả các bạn, ở trường hợp này thì không sao cả, bởi vì chúng ta sử dụng đúng trọng tải, cái thời gian sử dụng là nó dài, nó làm nóng lên là cái chuyện bình thường, không sao, các bạn không lo cháy nổ cái việc này nhá. Chỉ khuyên các bạn là này, sau khi các bạn đi như thế thì các bạn điện của các bạn sẽ bị cạn bình, thì các bạn hãy lưu ý cho tôi là này, thứ nhất là về là không được sạc điện ngay mà phải để sau khoảng một tiếng khi bình nguội. Và khi các bạn cắm sạc thì các bạn hãy cắm cho tôi là một mạch, sạc một mạch cho đến từ lúc các bạn cắm đến lúc mà khi sạc điện chuyển sang đèn xanh thì các bạn mới được rút ra. Lưu ý là như thế, chứ đừng có cắm một đoạn rút ra, cắm một lúc lại rút ra, cắm một lúc lại rút ra nhé. Đấy là cách thứ hai. Còn cách thứ ba, ở đây ở cái chiếc xe này là xe máy điện thì nó sẽ có 5 bình ắc quy đấu nối tiếp với cả nhau. Thì một trong 5 bình ắc quy đó của các bạn bị kém chất lượng thì dẫn đến là cái việc sạc điện của các bạn sẽ lâu vào, lâu đầy. Thì đây cũng là một nguyên nhân là do sạc quá lâu đầy thì nó cũng nóng lên bình ắc quy. Thì trong cái trường hợp này thì các bạn sẽ nên đem cái xe của mình đến cái nơi chúng ta mua, nhờ các bạn kỹ thuật viên ở đó kiểm tra lại. Còn nếu như chúng ta còn bảo hành thì chúng ta sẽ bảo hành, còn nếu như trường hợp không bảo hành thì chúng ta sẽ nhờ họ thay cho cái cục mới. Trường hợp thứ tư là như thế này. Trường hợp thứ tư là cái sạc điện của các bạn bị hỏng. Trong quá trình sử dụng lâu, các bạn có một cái thói quen là nhiều bạn có thói quen là để cái sạc điện ở trong cốp để đi đến đâu tiện sạc đến đấy. Thì trong cái quá trình đó thì nó sẽ làm cho cái sạc của chúng ta này nó hỏng cái quạt gió, hỏng cái quạt gió ở trong cái sạc điện, dẫn đến là khi dùng lâu thì cái sạc chúng ta hỏng, nó cái bộ phận ngắt điện ở trong cái sạc hỏng, nó sẽ dẫn đến là cái điện nó sẽ liên tục nhồi vào bình ắc quy, dẫn đến là bình ắc quy của chúng ta bị phồng rộp. Và khi bình ắc quy bị phồng rộp lên thì nó cũng dẫn đến là cái bộ ắc quy này chúng ta sẽ bị nóng lên. Thì trong cái trường hợp này thì tôi sẽ khuyến cáo với các bạn thì nên đến cái trung tâm bảo hành để người ta kiểm tra lại một cách an toàn. Thế vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu với các bạn là có 4 nguyên nhân dẫn đến làm phồng bình ắc quy, và hy vọng là những cái video này của chúng tôi đã đem đến một cái kiến thức để các bạn có thể là sử dụng một cái xe điện hiệu quả. Và nếu các bạn thấy video này của chúng tôi hữu ích, xin các bạn hãy comment ở dưới và like, share
video của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.